Hello, xin chào tất cả các con sinh lớp 1 nha. Các con sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 10 trong sách giáo khoa toán lớp 1 cánh diều nha các con. Như vậy mình coi thử số 10 nằm ở đâu đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy đây là số 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và đây là 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây là số 9. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một hai ba bốn năm sáu. Một hai ba bốn năm. Như vậy ta đây có đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, viết số 10. 21 số. Đây ta có 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 quả thì ta ghi số 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Viết số 10. Ta qua câu B. Chọn số thích hợp. Đây ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy ta chọn số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây ta chọn số 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây ta chọn số 10. Lấy số hình phù hợp theo mẫu. Đây mình sẽ viết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bài số 3, số. Đây số lớn dần đây các con. Là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bài số 4. Đếm và chỉ ra 10 bông hoa mỗi loại. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy bài học số 10 trong sách giáo khoa toán lớp 1 Cánh Diều đến đây là hết rồi nha các con. Và thầy xin hẹn các con trong clip sau nha. Bye bye.